vậy cu? Mày ăn học ở trên lớp thì không nên hình nên dáng cô giáo mà phụ huynh, rồi mày về nhà là mày phá làng phá xóm. Tao nói thiệt mày, cho tao đau đầu nhức óc mày dữ lắm luôn rồi. Mày giống cái thằng cha mày y chang vậy á. Mày lì sao mà mày lì? Rồi ai giường đi lồn gì mày, bà hết cách dạy con hồi môn mà lấy luôn mà đánh nó con nữa. Chỗ tôi đang dạy con ông đừng có ồn ào nha, đừng có xía vô nha. Tôi đu đụng đu bụng không thèm nói chuyện của bà đó. Thở cô, thở bây giờ mày muốn cái gì cô? Mày ngước cái mặt mày lên tao coi coi. Mày phá nè, phá xóm của người mà mày vừa vừa phá thái. Chỗ bà ngon dễ sợ tử. Mày đi ra ngoài đường ngoài sáng thì mày giỏi lắm, không bao giờ mà mày biết phụ cha phụ mẹ đâu. Cái con người của mày cũng trâu hay con bò gì mà tao nói hoài. Chị mày chị, chị ca. Mày nghe không? Mày cái gì? Mày tin tao không? Mày không mày không cung. Mà không mày thấy tao thương mày là mày làm táo đâu nha. Cái mặt mày mày giống thằng cha mày y cha mà sao mày tao nước cái này chịu không có được vậy á. Đồ quý, đồ yêu gì chứ đồ ngu gì lẹ vậy trời. Tao nói thiệt cho hầu giờ tao biết tao đi cái thứ thịt lộn của em ca với cha đầu. Đuối bụng rồi. Thôi là nấu chú quà. Cái vị bữa nay bỏ thuốc bát này nè. Loại loại ta. Mệt mỏi cái gì đâu không vừa vừa thôi chứ. Thôi mà nó không vừa cũng phải thôi chứ. Mệt chứ là phải con trâu con bò gì đâu mà mỗi lần nói tới rồi thì cũng khăn tiếng rộng hẹo. Mệt gì mà chịu không nói cho cái chuyện to chuyện nói trong nhà đi. Mày nói tao mày là tao thấy tao mệt rồi, tao không muốn nói nữa. Từ đây nè, cái bộ bà chửi đó bà không thấy mệt cho bà. Thấy hồi nãy tôi đi lồn về tôi thấy đuối bụng tôi mệt, tôi không giống đuối, tôi nhót nói chuyện qua đó. Hấp chân chó khỏe khỏe rồi tôi mới đuối. Dạ con á, là bà dùng từ ngữ bà nói chuyện bà hắn bà uống nán ngà bô cũng lấy cái rùa bà đánh đấy mày ngó. Nó ra đường lì luôn là xa này cũng do bà hay. Dạ con phải đúng cách chứ, dạ chứ mà cứ lấy rùa đánh con nhỏ đó. Bây giờ tôi nói với ông vậy nè, ông nói cái miệng ông thì hay lắm. Ông nghĩ làm sao? Ở nhà tôi cái ca cái cụm tôi bắt con gà xuống đó tôi nấu nào cháo gì giờ có gì chiều tấu vợ chồng con cái nào húp miếng cho nó ấm bụng ở trên núi trời nó lạnh. Tôi nấu nồi cháo thiệt là ngon á, tôi quay lại nó bắt cùng nó đá vô trong nồi cháo người ta điên không? Sao không cho được? Đá trong nồi cháo. Đá trong nồi cháo đây. Đưa cái đùa này cái thẹt.